Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nam Rừng và Đô Thị. Thì cái video ngày hôm nay ấy, hôm nay là ngày 17 tháng 6 dương lịch. Thì cái video hôm nay mình quay các bạn xem là cái cây này ấy. Cây này của mình là bông hoa này, hôm nay là nở đến ngày thứ 17 này. Đấy. Bông này thì hơn chục ngày. Đấy, thì bông này nó khoảng tầm 13-14 ngày. Đấy, bông này tầm 13-14 ngày. Đấy các bạn, thì những bông hoa này ấy, là hôm nay bắt đầu nó tàn rồi các bạn ạ. Thì nhiều bạn bảo là cái dòng phi điệp thì chỉ cần nở hoa một tuần là tàn thôi. Đấy, nhưng thực tế là không phải như vậy. Thì đây là cái cây của mình đây. Thì những bông hoa này của mình ấy, là khi mình tưới nước ấy, tưới nước nó còn nước bay vào trong họng này các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn nó lem nhem chưa? Đấy, nó bị dính nước vào hoa thì nó mới nhanh tàn. Đấy, các bạn tưới nước ấy, khi bông hoa nở mà các bạn tưới nước cho cây, các bạn tưới vào hoa này, tưới vào hoa ấy, thì là hoa sẽ rất là nhanh tàn, bởi vì là nước nó sẽ ngấm cánh hoa vào cái môi hoa này, nên là nó sẽ bị nhanh tàn. Đấy, còn nếu như mà các bạn mà khi hoa nở các bạn không tưới vào hoa mà tưới vào gốc cây thôi đấy, thì bông hoa rất là bền. Đấy, thì như đây là cái dòng hoa cánh sáp, thì như mình đã bảo rồi ấy, là đến hôm nay là ngày 17 ngày. Đấy, 17 ngày thì bắt đầu nó tàn. Đấy, còn nếu như mà mình mà không tưới nước vào hoa đấy, không để nước nó dính vào hoa ấy, thì cũng phải được 20 ngày các bạn ạ. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề ấy, là tại sao hoa nhanh tàn và lý do tại sao hoa nhanh tàn. Thì cái thứ nhất là như mình đã nói rồi ấy, là các bạn tưới nước là hay tưới nước vào hoa nên là hoa rất nhanh tàn. Và cái nguyên nhân thứ hai nữa ấy, là cây nó không đủ chất. Không đủ chất thì có nghĩa là trong cái thời gian mà mình làm hoa đấy, là khi cây nó thắt ngọn đấy, là mình không cung cấp đủ lân kali cho cái cây, và cũng không đủ thời gian để cung cấp lân kali cho cây, nó tích lũy ở trong thân này này. Đấy, nó tích lũy ở trong thân thì hoa sẽ rất là nhanh tàn. Đấy các bạn ạ, là hoa nó sẽ không được bền, bởi vì là nó thiếu chất. Đây là cái lý do thứ hai. Và cái lý do thứ ba nữa là cái yếu tố này thì ít khi xảy ra lắm. Đó là cái bộ rễ của chính thân hoa này các bạn này. Đấy, cái bộ rễ của thân hoa, nếu như cái giá thẻ của mình trồng nó không tốt ấy, không làm không tốt ấy, thì trong quá trình mà mình cắt lớp là 2 tháng là 60 ngày ấy, thì giá thẻ nó khô quá hoặc như nào đó, hoặc là bẩn quá đấy, thì nó sẽ khiến cái bộ rễ của mình là nó bị chết, bị hỏng. Thì cái bộ rễ của cái thân mẹ này nó bị chết, bị hỏng ấy, khi mình tưới nước trở lại ấy, là nó không thể hút được nước, cũng không thể hút được dinh dưỡng. Thì cái thứ nhất là nó sẽ làm cho cái cây mẹ bị teo tóp. Đấy. Và cái thứ hai nữa ấy, là đến cái mùa hoa ấy, là nó, cái nhất nó ra ít hoa, cái thứ hai nữa ấy, là nó sẽ không đủ dinh dưỡng để nuôi buông hoa, nên chính vì hoa rất là nhanh tàn. Và đấy các bạn, thì đấy là những cái trường hợp mà khiến cho bông hoa bị nhanh tàn. Đấy, thì nó có những trường hợp như vậy. Thì các bạn là muốn chơi được bông hoa lâu ấy, thì các bạn cứ cân đối và cứ lựa theo cái chế độ chăm sóc của mình ấy, xem như nào cho nó phù hợp thì mình chơi hoa sẽ được bền thôi các bạn ạ. Rồi thì mình trên kết thúc video đây, và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo nhé.